Rồi. Quay cả. Ui. Trông được cái gì cũng quay. Truyền sát lưới đấy. Hết. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui Rồi, đẩy lắm. Ui giời ơi, đẩy lắm. Thế còn gì? Đẩy cơ, cơ. Quá chết. Ôi giời ơi. Quá chết rồi. Còn 22, rất hay, rất hay. Tỷ số đang là 13, 12, 12, 13. Chưa? Thu điểm. Đẩy rồi. Nâng gác, lệch điểm lệch. Thầy biết là tủ lạnh. Bên tủ lạnh đâu, không có nhiều tủ lạnh đâu. Sao? Quá. Không ngoài đâu. Ngoài rồi, ngoài rồi, ngoài rồi. Bên đây ăn cho rồi. Trong cọc, trong cọc, trong cọc. Tôi ngây, tôi nhìn thấy tôi. Chưa có ngoài. Đừng quay nghe. Có cũng ngoài. Trong đời bắt ngay. Đừng ngoài đấy nha. Thôi, tỷ số. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mày không ơi. Nhìn tao luôn. Cưỡng nhìn tao. Thế. Ôi trời. Nhìn tao cũng lực quả. Nhìn. Đây là cầu lêu thất thiệt của tỉnh Nguyên đưa ra. Hay. Tiếp. Ôi kia. Trả luôn. Đúng rồi. Tiếp. Lại tiếp. Tiếp. Mình ra cái đánh cẩn thận đi em nhé. Dạ.
hợp lý rồi nhỉ. Đâu mà. Rồi. Đáng không? Cứ thủ tốt lên nó đánh cả ngày. Bình chạy. Thủ tốt vào. Đã. Bình chạy. Đừng đẹp lên trong bình đánh được đấy. Đẹp lên trong bình đánh. Bình ạ. Đã. Ông sang kia. Được. Cứ bình là lát. Anh nhảy chính nhờ. Ok. Anh chính ơi. Không ai phi vào à? Bảy tám. Bảy tám. Cầu cầu công chính này đấu ra. Hai. Hai. Sẵn đều. Cố tay. Hai. Sẵn đều. Cháu đấy, chúng tắt cho cháu coi cho đi. Đây. 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 Tôi nhận thắng rồi. Đặt tay nhẹ thôi, đừng hất tay. Không, nó khó, nói chung là khó. Phải gặp người khó này, nên là nhanh đấy. 18. Thẳng tay này. Ghê nhỉ. Ôi trời. Bỏ được bánh đi, bỏ đi. Bỏ đây, bỏ đây. Ăn này em ơi. Hai, chết. Đâu? Qua cứ người chạy vào. 9 10. Sau giao lưu bóng chuyển sang thêm mai, cái kẹo đây. Bây giờ giao lưu rượu thì tất cả anh em sau khi giao lưu mình uống 5 uống 3 chén. Thôi. Thôi. Các bạn đang xem hai đội bóng, một đội bóng Vivan chủ nhà và đội bóng Lu 92 giao lưu. Hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2023 chủ nhật. Lúc này là 5 giờ 13 phút chiều. Ôi, vào ba chơi. Thế 20. Bóng cho Lu 9. Trong ta thôi cười to lên nhá. Bóng cho đấu chín. Bắt hai tay vào nhá. Ngoài đấy. Phủ người xuống. Sắp người xuống nữa. Rồi, úi thế nào. Rồi, xong. Đấy, ăn này. Sắp vào. Lên bình. Bóng leo chéo rồi. Hết. Đúng rồi. Mình quan tâm điện thoại cho nó. Bình này. Quá khó quá yếu. Mình quá. Đập đi. Ai đập người người đập rồi. Ôi giời ơi. Mình chết góc cái bộ. Tuấn là Tuấn là lưu biết nó hỏi tôi. Nó bỏ đi. Nó ném rồi. Không tỉnh chết. Chỉ chết vì đập. Không bây giờ chết được bỏ. Năm mươi. Thằng khỏe lắm, tập trung vào. Đóng rủ em ơi, nhảy lên. Mình chạy nhau. Kìa. Bình dậy. Bóng thành công. 11, 15. Bóng cho Vi Văn. Bóng trong sân. 2 năm. Phát chiến thuật. Đấy, trời Tuấn này chả lắt được rồi ạ.
Ông Giao vừa bắt hay ấy. Ngoài đấy. Xong rồi anh em vào tiếp mà đánh sau Kiên còn bán sao anh Kiên. Anh Kiên anh Hệ với cả anh Nguyên vào nhá. Nào đẹp lên. Alo. Tôi đã có chuẩn hiệu đem em vào. Ấy ông đứng này đi sao mới đúng mọi người yêu đảng rồi đấy quá gì người ba người lêu xong bên này phải đem hết à phải đấy nằm bạn em à chào đi không nằm về đấy cả em đứng đây 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 cả em mười bốn mười bảy Hàn Quốc này đẹp em bình ấy được đấy nhá dầu gió riêng của bôi hết vào năm bảy đều thắng đấy rồi giết chắc cấp còn đấy. Đây mày ơi, đi vào đầu đầu chắc bỏ đứng bắt. Với tay cao thế thì chắc nó phải ra ngoài đứng sát chân đi. Muốn trực chúi giống như này thế là thuộc tiền quả nhá. Mày giờ thì còn cứu bóng kéo cứu được cơ mà. Ơi sáu hai ba mươi à tám mươi lăm 85 thôi. Lâu chưa lâu rồi cho sáng ngày anh ai cái quả bay vừa rồi vừa rồi của ông em hơi đẹp đấy mà nó hơi mạnh chân rất là bùng hát đấy ngoài 3 mét cấp nhá chốc mày mẹ phạt tội tổ quốc nhá mày nhớ chưa mày từ mặt nghề anh em ra nhá mày phạt tội tao chắc mười sáu mười chín sắp phải rồi chơi rồi thế này cầu chính ra nhá cái sân này chỉ đánh cầu giữa lại chết hết rồi bắt đầu vào đây quyền vào đi công ra ngoài chết chưa được thì văn phát trước không qua đấy biết thì biết rồi. Đúng rồi, bác Kiên phát trên mic thế là đẹp. Nghe lo, phát thì thế là ngon. À ngon rồi rồi. Vào mồm rồi. Ôi. Tay làm hàm nhai rồi. Làm hàm nhai. Hai không. Một đều theo. Hai không. Được lắm rồi, người đấy. Đó, hồn nhìn kinh nhỏ. Đấy, hai chút hơn rồi. Ngày năm khai xuân trận đánh kinh nữa rồi. Đào tạo cả ngày cả đêm quay hơn giờ mới nghỉ chứ. Về bọn mắng ngu mà không sao. Tiếp tục. 1 2. Bây giờ xong rồi, ngoài này là đánh nhau thứ rồi. 3 1. Bóng đổi cho Bình Vân. Không sao hết. Bình tĩnh nhá. Được. Sao kìa? Cái đại hả? Xe to không? Vậy nên cho anh em lập.
Vít, vít, vít. Ôi, thôi. Ôi, ăn hả? Nếu phải hết miếng đi. Không thể em đâu. Vâng, vâng. Ôi, trời ơi. Chuyển bóng đi bác nhé. Bao giờ đi? Đấy, đẹp đấy. Đẹp 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 đẹp Đấy. Hiện tại là thiếu làm chủ đấy. Con xem mày con xem tấn công gì ạ? Con xem được không? Không thành công tôi bị bột. Đây đây đây, vừa đánh vừa kiếm tiền cơ. Đấy đấy. Chết rồi. 8-1 nhưng mình đi ban. 8-1 chém quả nhá. Tha bóng đẹp. Khả năng thắng đấy. Nhận bóng cho lấu chín. Nhận quả đấy nhá. Nhận quả đấy. Không quay đi. 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 Ôi, cứ bình tĩnh. Ở đây. Ôi, chết rồi. Chết rồi. Bán giật bình. Tiếp. Đừng buồn chân quá. Tại chỗ này.
60 người ơi, nhìn điểm tiêu đánh này. Bóng không thành công, công. Điểm cho Vi Văn 11-16. Không thành công, đội bóng thành công, đổi bóng. Lâu 9 71. Không có xe nào đâu. Làm mày cho đất đi. Cứ bật cao lên nhảy đánh cắm gì hết, đéo đâu. Đéo đâu. Đéo bóng đây. Quyền lên cho người ta đánh, sao mà gì? Chạy rồi! Thành công! Có nhiều không? Hình hình có đang câu được một mình về bỏ mấy trăm triệu đồng theo cứu về ông Lêu. Nào! Ôi! Nào! Đấy, nhà đi. Đi. Đấy. Đúng rồi. 14-7. Đúng rồi. Đúng rồi. Vi Văn. Nhìn những quả bóng nào tao. Nêu. Con săn dưới thì bay vào. Nêu. Bảy cả nó hết rồi. Quét không? Ra ngoài. Đây, 14 rồi. Để em cho anh hỗ trợ anh. Vâng. Sáng nay người 14 rồi. Hỗ trợ. Mai nó cường đâu anh vậy? Cường béo quá. Cái gì thì vào số chung à. Cái cơ kia. Ôi trời ơi. 14 rồi. Nghe tỷ số nhá. 11-14. Sơn ở lúc kia thì văn đi. Em này phát bóng kinh nhỉ. Chào đã. Lạc đi. Ôi trời ơi. 12-14 rồi. 24 rồi. Rồi, con điểm nữa thôi. Em phát lắm đi. Khi nào năm chục trở lại là đi gói quá rồi. Kiếm nó chút tiền. Thế mình mới đang bảo là tần số là ở dưới làm sao mà vào bằng người đó. Tôi chạy chết không? Thành công. 15-14. Rồi bóng cho Vi Văn tí. Tần số. Rồi anh đi đâu gặp lại bạn em hết đấy. Rồi, cột rất là đẹp. Ôi, ăn quả. Một chắn nó phang hết cơ rồi em ơi. Đánh hơn thì con người số cho ông ra đấu chí 15 đều. Đánh bổ rồi, chắn này đi. Đang. 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 Ngồi đấy. 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 Ngồi đấy.
kia cái này không chê của ông à. Kéo xếp không chê. Mười bảy bảy năm trong chân. Trong nhiều chứ. Trong nhiều. Trong nhiều. Trong sinh nhiều. Quả đẹp nhất trong ngày thì bắt đầu ngoài thì tôi. Sang. Nhưng mà ôi, chó thì cái này vậy. Ăn xấu vậy. Mới thôi chuyển thế gì. Chắc ăn thôi giống à. Ngoài rồi. Đâu? 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 Trong rồi đấy. Bóng cho lầu 9. Có một thêm cầu công chứng của đấu chính ra kìa. Kia mới là tay đập xuất sắc nhất thì kìa. Đây à, anh mà vào đánh đội dưới này là thua đâu này. Đúng rồi. Anh mà vào là vào đi. Rồi. Anh bị rồi. 20-17 nghiêng về đấu chính. Quá ra là kiểu vào đánh xét 5 đấy.